Chào mọi người, hôm nay thì mình giới thiệu tới các bạn một vài giá thể mới trên thị trường hiện nay và nó có tên là Vermiculite. Mình sẽ giới thiệu một xíu về loại giá thể này để những bạn đã chưa biết thì còn được nữa thì còn biết được nó là cái gì. Vermiculite là một loại đá khoáng từ tự nhiên, nó được khai thác và sau khi người ta khai thác thì người ta sẽ tiến hành nung nóng ở nhiệt độ rất là cao. Mình cũng không nhớ nhiệt độ bao nhiêu nữa. Mà sau khi được nung nóng nó sẽ trương nở. Nó sẽ nở ra từ 6 tới 20 lần cái thể tích ban đầu của nó và nó có thể hút được lượng nước là từ 4 tới 6 lần thể tích, một con số rất là khổng lồ. Vì cũng chính là cái khả năng hút nước của nó cho nên nó được rất sử dụng, nó sử dụng rất là rộng rãi trong các mục đích như là nông nghiệp và công nghiệp. Bây giờ mình sẽ nói về mục đích nông nghiệp của nó. Ở các nước như Mỹ, Israel hay Nhật Bản và các nước châu Âu thì cái loại giá thể này thường xuyên được sử dụng trong nông nghiệp, dùng trong ươm hạt giống và dâm cành để nhân giống và các kiểu. Bây giờ thì đây cho các bạn nhìn rõ cái loại Vermiculite mình đang dùng đây, và đây là cái gói mình mua ngoài thị trường. Và khi mình tiến hành ươm hạt và dâm cành thì các bạn có thể có nhiều lựa chọn, có thể là sử dụng công thức giá thể là 100% là Vermiculite hoặc là 50% Vermiculite, than bùn hoặc là Perlite, cái đó thì tùy mọi người và cũng tùy vào cái loại hạt giống mà các bạn sử dụng. Bây giờ thì mình sử dụng cái loại Vermiculite này, sẽ tiến hành các bạn xem đó là ươm hạt giống hoa vàng thọ phát. Mình sử dụng công thức đó là 100% Vermiculite luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành các bạn xem. Nếu các bạn mua các gói Vermiculite ngoài thị trường thì nên mua những loại nào mà có bao bì nylon để nó giúp là tránh mưa và không bị côn trùng rồi các kiểu phá. Bởi vì loại này hút nước rất là mạnh cho nên lúc mà mình sử dụng bao bì mà không có tránh mưa thì nó sẽ là làm ảnh hưởng tới cái chất lượng của cái loại Vermiculite này. Đầu tiên thì mình sẽ đổ một khoảng cỡ, mình chỉ đổ nhưng mà đừng không nên đổ đầy, bởi vì sau này sau khi mình rải Vermiculite vào rồi thì chúng ta sẽ tiến hành rải hạt giống và sau đó chúng ta sẽ rải thêm một lớp Vermiculite lên nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đã hạt giống vào trong các lỗ. Bây giờ mình sẽ đặt từng, các bạn nhớ là đặt vào ở giữa lỗ để chúng ta có thể biết lúc mà cái cây nó mọc thì cây nào là cái cây hoa. Ấn nhẹ xuống nữa. Sau khi đặt những cái hạt giống này vào thì các bạn ấn nhẹ xuống để tăng cái tỷ lệ nảy mầm lên. Ok, sau khi xong cái giai đoạn rải hạt giống thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đó là tưới. Nếu như các bạn thấy những cái hạt giống này bị lồi lên quá nhiều thì chúng ta nên có thể rải thêm một lớp vermi lên nữa để nó che hết đi những cái hạt giống này, một lớp mỏng nha các bạn, không nên để quá dày. Rồi tiếp theo là chúng ta tiến hành tưới. Các bạn đừng lo tưới quá nhiều bởi vì cái loại này hút nước rất là tốt, loại đất khoáng này. Ok, như vậy là xong cái công đoạn ươm hạt giống rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi từ 7 tới 10 ngày là cây sẽ nảy mầm. Và sau từ 20 tới 30 ngày thì chúng ta có thể tách cây con từ trong cái khay hạt ươm hạt đây để ra các chậu nhỏ.